Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Trung Quốc vẫn không ngừng tấn công, bắt giữ ngư dân Việt Nam trên Biển Đông. Ngày 4 tháng 11, AFA tiếng Việt cho hay, ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc giam giữ 6 tháng. AFA trích một báo cáo của một viện nghiên cứu ở Trung Quốc tiết lộ, một số ngư dân Việt Nam đã bị phía Trung Quốc giam giữ tại quần đảo Hoàng Sa hơn 6 tháng vì đánh cá trái phép. Thông tin này được đưa ra vài ngày sau khi phía Việt Nam ra yêu sách đòi Trung Quốc thả toàn bộ ngư dân và thuyền cá cũng như ngưng sách nhiễu hoạt động đánh cá của Việt Nam. Và đây là hình bài trên AFA. AFA cho hay sáng kiến thăm dò Biển Đông là một viện nghiên cứu được chính quyền hậu thuẫn có trụ sở ở Bắc Kinh viết trên tài khoản mạng xã hội X của họ rằng những ngư dân này bị bắt giữ vào tháng 4 và tháng 5 vì đánh cá trái phép trên khu vực biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa. Tuy nhiên, họ không cho biết thông tin chi tiết về số lượng người bị bắt giữ. AFA nhắc lại, Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan đều tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, còn được biết đến dưới tên Tây Sa trong tiếng Trung và Paracel trong tiếng Anh, nhưng phía Bắc Kinh mới là bên kiểm soát toàn bộ quần đảo này từ năm 1974 sau khi đánh bại quân đội Việt Nam Cộng Hòa. AFA cho biết, tuần trước, một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam tuyên bố Hà Nội đã phản đối dữ dội và yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức thả các ngư dân và ngư cụ Bồi thường thỏa đáng cho những thiệt hại và chấm dứt quấy nhiễu ngư dân Việt Nam nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Việt Nam khẳng định khu vực quần đảo Hoàng Sa là ngư trường truyền thống của nhiều thế hệ ngư dân, nhưng Trung Quốc gần đây đã ngăn cản và trục xuất tàu cá của Việt Nam khỏi khu vực này, và thậm chí còn giam giữ cũng như đòi tiền phạt. Tháng trước, Việt Nam cho biết lực lượng thực thi pháp luật Trung Quốc đã lên một tàu đánh cá từ tỉnh Quảng Ngãi và dùng thanh sắt đánh thủy thủ đoàn khiến bốn người trong số họ bị thương nặng, buộc chính phủ Việt Nam phải công khai phản đối. Viện Sáng kiến thăm dò Biển Đông cho rằng những ngư dân Việt Nam bị bắt giữ vì đánh bắt sang hô sóng, sử dụng kích điện và các hình thức đánh bắt hủy diệt môi trường khác. Và đây là hình tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi sau khi bị tấn công đã về lại cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi ngày 30 tháng 9. Tổ chức này còn công bố hình ảnh mà họ cho là thuốc nổ và kiếp nổ được sử dụng bởi ngư dân người Việt tại Hoàng Sa. Theo AFA, trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh vào ngày 1 tháng 11, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết, phía Trung Quốc hy vọng Việt Nam sẽ thực tâm giáo dục ngư dân và đảm bảo họ sẽ không vi phạm pháp luật trên vùng biển mà Trung Quốc quản lý. Trong khi đó, chính quyền Việt Nam khẳng định vì quần đảo Hoàng Sa thuộc về Việt Nam, nên ngư dân Việt hoàn toàn có quyền hoạt động trên vùng biển này. Giới chức tỉnh Quảng Ngãi trong năm nay đã nói với truyền thông rằng hầu hết thuyền đánh cá của tỉnh này đều sử dụng các hình thức đánh bắt an toàn như kéo lưới, câu và lặn. Vẫn theo AFA, Tổ chức Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á có trụ sở ở Hoa Kỳ cho biết, tính riêng về hoạt động kéo lưới thì Trung Quốc và Việt Nam chiếm thị phần lớn nhất trong tổng sản lượng đánh bắt ở Biển Đông. Trong báo cáo, những vết sẹo xanh sâu thẳm được công bố vào tháng 12 năm 2023, Tổ chức Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á cũng cáo buộc Trung Quốc là bên gây ra nhiều vụ phá hủy rạn san hô nhất ở Biển Đông thông qua việc nạo vét và lắp đất trong vùi khoảng 4.600 mẫu Anh, tức khoảng 18,8 km vuông rạn san hô. Việt Nam đứng thứ hai với 1.400 mẫu Anh, khoảng 5,7 km vuông. Báo cáo của Tổ chức Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á cho biết thêm, ngư dân Trung Quốc cũng đang sử dụng một phương pháp đánh bắt cực kỳ nguy hiểm là kéo cánh quạt bằng đồng được chế tạo đặc biệt để đào xới bề mặt rạn san hô nhằm thu hoạch ngao khổng lồ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Trung Quốc vẫn không ngừng tấn công, bắt giữ ngư dân Việt Nam trên biển đông. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đầy để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Người Việt thể hiện khát vọng về quyền tự quyết qua việc bàn tán về bầu cử Mỹ Ngày 5 tháng 11, AFA cho hay, người Việt bàn tán sôi nổi về bầu cử Tổng thống Mỹ khát vọng về quyền tự quyết. Theo đó, có ít nhất 3 tờ báo của Việt Nam đặt thăm dò ai sẽ là người đắc cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Trong khi hàng ngàn bài viết khác nhau trên các mạng xã hội tiếng Việt cũng nói về các ứng cử viên cho chức vụ Tổng thống Mỹ. AFI dẫn lời ông Nguyễn Bình ở Đồng Nai bày tỏ sự ngạc nhiên khi người dân được tự do nói về cuộc bầu cử ở bên kia nửa vòng trái đất. Tôi chỉ mong muốn một điều duy nhất là người tài ở Việt Nam, người có đức ở Việt Nam được tham gia ứng cử một cách toàn diện, công khai và ứng cử với sự thoải mái mà không bị o ép và quyền tự quyết thuộc về người dân cầm lá phiếu mà không do một cái đảng phái nào bầu bán cả. Và đây là hình bài trên AFI. AFA dẫn nhận xét của cựu tù nhân lương tâm Huỳnh Thị Tố Nga nói rằng, bầu cử tổng thống Mỹ luôn là sự kiện quan trọng được người dân cả thế giới theo dõi vì người chiến thắng có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình chính trị thế giới, bà nói. Bàn luận về việc bầu cử tất nhiên sẽ có lợi cho việc tự do phản biện, còn nếu nói về mặt tiêu cực là do truyền thông của nhà cầm quyền cố tình dẫn dắt dư luận đi theo hướng của họ muốn. Cho dù vậy, việc công khai bàn luận sẽ thúc đẩy được tính tự chủ của người dân thể hiện mong muốn của họ về việc chọn lựa người lãnh đạo. AFA dẫn đánh giá của nhà báo độc lập Việt Nam cho rằng hiện tượng người Việt Nam bình luận không ngớt về bầu cử Mỹ cho thấy cơn khát đời sống dân chủ của người Việt Nam. Việc bình luận, nhận định, chọn phe của người Việt trong cuộc bầu cử ở Mỹ đôi khi là chuyện buồn cười, nhưng nó cho thấy một khát vọng đổi thay vẫn đang âm ỉ trong lòng dân tộc người dân phải diễn tập quyền tự quyết của mình với thế giới bên ngoài như một sự thôi thúc chính quyền, phải đi đến cải cách thể chế mới để thoát khỏi sự nhạo bán về tính chất chính danh của một chế độ trước toàn dân vào mỗi kỳ bầu cử giả hiệu trong nhiều thập kỷ qua. Trước đó, ngày 29 tháng 10, AFI loan tin báo nhà nước cho phép biểu quyết ai sẽ đắc cử tổng thống Mỹ trong khi im lặng về bầu cử Việt Nam. Và đây là hình hai ứng viên tổng thống Mỹ bà Kamala Harris và ông Donald Trump. AFA cho biết cuộc thăm dò này xuất hiện trên báo VN Express do Bộ Khoa học Công nghệ làm chủ quản. Một số trang báo khác và các kênh YouTube của các tờ báo cũng đưa tin dồn dập như Sài Gòn Giải phóng, VTV24, thậm chí có chuyên mục riêng về bầu cử tổng thống Mỹ như của Vietnamnet. AFA dẫn nhận định của nhà hoạt động Nguyễn Viết Dũng, việc được nói thoải mái về bầu cử nước ngoài ngoài việc vừa tạo ra cảm giác của một đất nước có tự do ngôn luận, còn nhằm mục đích chính là chứng minh cho người dân Việt Nam thấy chính trị nước ngoài bất ổn và họ thường đánh đồng điều này với việc mất ổn định đất nước. Từ đó, người dân Việt Nam không còn muốn đa đảng cạnh tranh vì không muốn sống trong một đất nước bất ổn. Ông Nguyễn Viết Dũng, người từng bị tuyên án 6 năm tù với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, nhận định thêm rằng do Việt Nam không có bầu cử tự do nên việc hạn chế thông tin bầu cử trong nước như một biện pháp để duy trì sự đồng thuận của dân chúng và sự ổn định của xã hội, theo định nghĩa của nhà nước Việt Nam. AFI cũng dẫn bình luận của một luật sư ở Hà Nội cho hay, việc đưa tin về bầu cử Mỹ nên được xem là động thái tích cực hơn Triều Tiên hay Trung Quốc. Theo ông, việc này là để giải tỏa bớt bức xúc của người dân, nó hữu ích về mặt tinh thần cho người dân và giảm bớt sự chú ý vào những khiếm khuyết hiện tại về thể chế chính trị cách thức tiến hành ứng cử, bầu cử ở Việt Nam. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Người Việt thể hiện khát vọng về quyền tự quyết qua việc bàn tán về bầu cử Mỹ. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Trong đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.